215 天. Ngày 215. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Sau khi về, em bỏ thời gian nhìn một cái đi. 回去以后你抽空看一眼吧. Huế Chuy Yi Hậu Nì Châu Khùng Khàn Y Yến Bà Huế chuy hậu nì châu khùng khàn yến bà. Hồi chú ý hậu, nì châu khung khăn yên bà. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nhận được lời mời kết bạn. Sâu đào hào yếu sân chỉnh. Trà xanh và cappuccino. Lưu trà hờ cà bù chí nùa. Sự định. Tả soạn. Alo. Uấy. Hiệu quả quả thực cực kỳ tốt. Hiệu quả chưa sử phi trà hảo. Đến cả người bản địa. Lén bản địa nhân. Đã an bài xong rồi, đã sắp xếp xong rồi. 已经安排好了. Bữa tối. 晚餐. Thời tiết mát mẻ. 天气凉快. Bên trong có cái siêu thị. Lǐ miàn yǒu gè chào shì. Bên trái sẽ có cái bãi để xe dưới hầm, hay bên trái sẽ có cái hầm để xe. Zuò biàn huì yǒu gè dì xiā tíng chē chǎng. Tìm vất vả quá. Chào đỡ hào xin khủ. Đáng yêu. Khở ải. Xinh đẹp lắm mà. Thỉnh phèo làng mà. Hơn nữa còn không chỉ một hai cái. Ấn chìa hái bù trừ y làng cửa. Không thể nào, sao có thể thế được? Giấm mức khở nấng. Không có ấn tượng gì cả. Yì điàn yìn xiàng yè mèi yǒu. Tận mắt nhìn thấy. Qín yǎn kàn jiàn. Rất ít chú ý đến. Hẳn sảo chú ý đạo. Chú chén trà. Chú là trà bây. Đồ khác. Chí tha đông phỉ. Bỏ thời gian nhìn một cái. Châu khung khăn yến.